Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Xin mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa qua hướng dẫn của Linh mục Phaolô Nguyễn Trọng Thiên. Tiếp theo, xin cùng quý sơ dòng Đa Minh Rosa Lima đọc kinh ông Thánh Giuse bầu cử trong năm Thánh Giuse. Cuối cùng, xin quý vị cùng hiệp dâng lời ca cầu nguyện. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em, và kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thiết lập một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Cha của chúng ta bằng cách tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và trở nên một với Người để trở thành con cái của ánh sáng. Giáo lý Công giáo dạy rằng Chúa Giêsu là một con người như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Nhưng Ngài đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha của Ngài, từ bỏ mọi sự để thực thi thánh ý của Chúa Cha, và vì thế được trở nên một với Thiên Chúa. Cha và ta là một. Ta đến là để thi hành thánh ý của Chúa Cha, đấng đã sai ta. Do đó, Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha như Ngài đã nói với Philip. Ai thấy ta là thấy Chúa Cha. Ai tin vào ta là tin vào đấng đã sai ta và nhờ đó được trở thành con cái của ánh sáng. Đức tin luôn đòi hỏi chúng ta hãy từ bỏ ý riêng của mình và sống tinh thần tín thác. Cái rào cản lớn nhất trong đời sống thiêng liêng của chúng ta là cái tôi. Bình thường trong cầu nguyện, chúng ta hay bắt ép Chúa làm theo ý riêng của mình và kèm theo những điều kiện mà chúng ta đặt ra cho Chúa. Nếu Chúa cho con qua được căn bệnh hiểm nghèo này, con sẽ bỏ thời gian để phục vụ Chúa. Hay gia đình con sẽ dâng đứa con này cho Chúa nếu Chúa chữa lành bệnh và cho nó sống. Hay con sẽ dâng cúng cho nhà thờ phân nửa số tiền nếu Chúa cho con trúng số. Đâu đó trong lời cầu nguyện, chúng ta
vẫn còn có những điều kiện như thế với Chúa. Trong khi đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thay vì xin cho ý riêng của chúng ta được thể hiện, thì chúng ta cần xin Chúa dạy chúng ta biết tín thác và giúp chúng ta có đủ sức mạnh để chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa. Đức tin cũng đòi hỏi chúng ta trở nên một với Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời, vì bánh ta sẽ ban chính là thịt ta. Chúa Giêsu đã ban chính sự sống của Ngài cho nhân loại, để mọi người được sống trường cửu. Khi nghe những điều này, nhiều môn đệ của Chúa Giêsu đã bỏ đi, không còn tin theo Chúa nữa. Chúa Giêsu quay qua hỏi Phêrô, còn anh có bỏ thầy luôn không? Phêrô tuyên tín rằng, bỏ thầy, con đi với ai? Vì chỉ có thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Trong thế giới hôm nay, cũng còn có những người như Phêrô, nhưng cũng có rất nhiều người không còn tin vào Chúa nữa. Cũng vậy, trong cuộc sống của mỗi người, có lúc chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa như Thánh Phêrô, nhưng cũng có nhiều lúc chúng ta thối lui hay hững hờ với tấm bánh hằng sống mà Thiên Chúa đã trao ban. Đức tin còn mời gọi và biến đổi chúng ta trở thành con cái của ánh sáng. Thánh Gioan đã viết trong phúc âm của Ngài rằng Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến trong thế gian, và ánh sáng đó chính là sự sống của Thiên Chúa. Ngài còn viết, ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng thế gian lại thích bóng tối hơn ánh sáng. Cuộc sống của chúng ta ngày nay vẫn đang bị bao vây bởi bóng tối của thế gian. Quyền lực chính trị bất chấp mọi thủ đoạn làm cho thế giới phải sống trong sợ hãi. Sức mạnh tiền bạc và của cải vật chất làm tha hóa lương tâm của con người. Các chủ nghĩa và học thuyết mệnh danh tự do và công bằng xã hội đang giết hại nhiều mạng sống. Xem chừng nền văn minh nhân loại đang từ từ nhận chìm con người vào biển chết. Nhưng Thánh Gioan cũng xác quyết rằng bóng tối không thể chế ngự được ánh sáng. Đó là tin mừng cho chúng ta và cho toàn nhân loại. Chúa Giêsu đã đến để gieo hạt giống đức tin và ánh sáng vào thế gian, và nhờ đó thế gian được sống. Qua bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu được trở nên một với Chúa Giêsu, trở nên ánh sáng cho thế gian. Được soi dẫn bởi lời Chúa và nuôi dưỡng bằng các bí tích, người Kitô hữu dấn thân sống chứng nhân cho ánh sáng của ngôi lời, cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa và trở nên ánh sáng của tin mừng cho mọi người. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhận lời chúng con. Chúa Cha ngự trên trời là đấng
mọi đàn cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ đón ngày chính thật thà cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là gương nhân từ vị nhung cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ yêu chuộng sự khó khăn cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là kiểu thức thợ thuyền nói theo cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là đấng làm cho sáng danh gia đạo cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ che chở kẻ giữ mình lòng chuyên cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là đấng nâng đỡ gia thất chúng con cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là đấng an ủi kẻ mang tai nạn cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là nơi cậy cho kẻ liệt là cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là bổn phận kẻ mong sinh thì cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ làm cho quỷ thần kinh khiếp cầu cho chúng con. Thầy Jesus sẽ là quan thầy mầu chữa hội thánh cầu cho chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, Chúa Giêsu tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, Chúa Giêsu nhận lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, Chúa Giêsu thương xót chúng con. Chúa đã đặt Thánh Xu sẽ làm chủ nhà Chúa, cùng quan cai gia nghiệp Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, Chúa đã ngâm quan liệu cánh khôn ngoan, lưỡi khen chẳng xiết, mà chọn Thánh Giuse làm bàn thánh sạch Đức Mẹ thân xanh Chúa. Xin Chúa hãy khấn ban cho chúng con như đã cùng kính Thánh Giuse làm quan thầy bầu chúa dưới đất, thì cũng được nhờ người cầu thay nguyện xuống trên trời. Vì Chúa là đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen. Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng trần thánh đức và là đấng đã làm bạn cùng người phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kinh mến mà người làm bạn cùng thân thánh đồng chính là Mẹ Chúa Trời và là đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương người đã ấm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến hội thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy máu thanh mình mà chuộc. Lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lạy đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy đấng thân mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin người rủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin người cứu chữa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khôn khó như vậy. Cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt trước người và trông cậy vì quyền thế người cho được giữ đạo cho tròn, cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên.
thiên đàng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.